Quý vị các bạn thân mến, hiện tại chiều hôm nay Phu Tha đang có mặt tại đường Lý Phục Mang quý vị ơi. Hôm nay thì Phu Tha sẽ chia sẻ đến với toàn thể quý vị một món ăn rất là mới trong thời gian gần đây, đó chính là xôi cua quý vị. Món này rất là mới và rất là hot trong cái thời gian này, và hiện tại Phu Tha đang đứng trước tiệm của quán quý vị. Thì xin mời quý vị hãy cùng với Phu Tha đi vào bên trong và xem thử quán bán như thế nào, với những giá như thế nào và thời gian như thế nào nha quý vị. Xin mời quý vị. Đây quý vị ơi, khi mà nhìn vào đây quý vị thấy có một con cua rất là to luôn quý vị, có chữ xôi cua nè. Món ăn này rất là lạ và rất là độc đáo quý vị. Đây, trước đây là tên quán này quý vị, Tom Ruby Food, xôi cua 40.000, 40k một hộp quý vị ơi. Có hồng trà nhàn 20k một ly, cơm cháy, bánh tráng và có rất là nhiều món ăn vặt khác nữa quý vị. Có số điện thoại luôn. Ở đây là địa chỉ 21/31 đường Lý Phục Mang, quận 7 quý vị. Thì nhìn bề ngoài quán, nhìn một cái căn nhà rất là lớn quý vị, phía trong căn nhà rất là lớn. Đây. Quán ở đây mình mở lâu chưa hả chị? Mình mở mới chắc cũng được khoảng tầm 2 tháng à anh ha. 2 tháng hả chị? Ngoài quán của mình đây thì còn chi nhánh nào không chị? Trước thì em bán ở bên chỗ Lê Văn Lương á. Sau đó thì tại vì do đặt thù là toàn bộ đều là từ nhà làm hết, cho nên là làm không có kịp cho khách á. Dạ. Cho nên là mình bán ở nhà luôn thì nó tiện hơn là mình di chuyển ra đó. Dạ. Là phải gần chị bán ở cái chỗ đường xanh đèn đỏ hôm bữa đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Bữa em đi nghe em có thấy, nhưng mà nó ủa sao bữa nay không thấy nữa. Dạ, đó là em chưa rồi chép ok luôn. Chép ok nào. 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 Cái này là mình tự làm ra hay là sao á chị? Xôi thì tự nấu hết. Dạ. Toàn bộ với cái loại này nếp, còn anh quay chủ yếu là cái thành phần, chứ xôi thì mình nghĩ là ở đâu thì nó cũng như nhau. Dạ. Nhưng mà xôi thì bên mình cũng là không, ý là nếp ngon á, cho nên cái món xôi mình... cua á chị, xôi cua là cái này thì là anh của bên Úc á, thì anh nghĩ ra món này và sau đó thì mình thấy nó rất là lạ, cho nên mình cũng có biết một chút về nó ăn, cho nên có nói anh hướng dẫn chỉ lại cho. Nghĩa là món này bắt nguồn từ nước ngoài, là có người quen của chị nên chỉ lại cho chị. Dạ đúng rồi, là anh mình. Thì cái thành phần của bên mình thì nó cũng rất là đơn giản ha. Thì bao gồm á là cái này là pate cua nè. Là toàn bộ, nói chung mà xôi bên mình thì toàn bộ làm được cua hết toàn bộ nha. Còn bên mình phân lượng như vậy á, để cho là phần nào thì nó cũng như nhau á, tại cua thì phải cân ha, chứ không có được. Nhìn mấy cái ly nhỏ vậy thế. Nhìn ngon quá. Dạ đúng rồi, nhìn thì nó đơn giản thôi. Mua con cua điện, mua máy may, mua xe máy cũ, mua tivi. Thì thôi này, cho mình ăn kèm với kim chi, tương ớt. Dạ. Bây giờ chị lấy cho em hai phần đi. Hai phần nha. Em ở đây có chỗ ngồi không chị? Ở đây thì chủ yếu là mình mua mang về thôi đúng không? Thứ thì là cái pate cua này á, là cái độc đáo đặc sắc nhất trong cái xôi, tại vì thường xôi bình thường á, xôi gà hay các loại xôi khác thì mình cũng biết là dùng là sẽ dùng là pate heo. Yeah. Còn cái pate này của bên mình là làm từ cua. Yeah. Làm từ toàn bộ
các phần của trong con cua. Dạ. Nói chung là bí quyết cho nên là cũng không có nói. Dạ không. Dạ em hiểu. Rồi còn cái này á, là khi một phần cua như vậy á, thì một phần xôi như hồi nãy á, anh chị thấy á, là bên mình sẽ cân một cái lượng cua cố định. Thì cái lượng cua đó là bao gồm là thịt cua và gạch cua. Ngon quá. Cái này là gạch cua. Đây là gạch cua ha. Toàn gạch cua không quý vị. À, thịt cua, đúng rồi. À, thịt. Được chưa? Dạ. Thịt cua, gạch cua này thì sẽ ăn kèm với lại là một miếng là chả cua. Và chả cua bên mình thì là cũng tự làm luôn chứ không phải là mua chả bên ngoài, cho nên anh nhìn cái miếng chả sẽ thấy những cái thớ này là những cái thớ gạch cua và thịt cua như thế này và chiên lên. Chị tự làm hết không hả? Toàn bộ đều là tự làm hết. Chị được truyền bí kíp lại từ nước ngoài. Cái công thức là anh mình chỉ, cho nên là đây thì nhiều khi nói không tin thì bây giờ mình mới đem ra táo. Trái cây táo lê chứ không dùng giấm để đảm bảo cho sức khỏe của người họ ăn đó, tại vì nhà mình cũng ăn nữa. Đó. Cho nên là bên mình làm như vậy. Là sau khi mà kim chi này á mình làm xong á thì do đặc thù là đem đi á thì mình sẽ bỏ hết vào trong một cái mình giữ lạnh toàn bộ, tại vì kim chi thì ăn lại mới ngon chứ không phải bên ngoài. Là mình sẽ có một thùng đá ướp lạnh và mình sẽ bỏ kèm một cái phần hũ nhỏ nhỏ xinh xinh này. Nhìn dễ thương quá quý vị. Là sẽ kèm với lại một gói tương ớt nữa. Tương ớt, và tương ớt thì bên mình dùng Cholimex để đảm bảo cái nguồn gốc cho khách hàng. Thì một tương và một kim chi là lúc nào cũng đi kèm như vậy. Thôi chị có cái cân dễ thương quá. Cân tiểu ly này tại vì cân đúng rồi, tại vì cái lượng chị cân phải đúng không chị? Đúng rồi sẽ có một cái lượng á thì theo mình đó là mình phải cân như vậy, thì cái hộp nào nó cũng như nhau, với lại là khách nào muốn ăn thêm một phần cua thì bên mình sẽ bỏ thêm một cái phần này vô. Còn bếp này là bếp giữ nóng cho nên là nhiều khi á là bếp giữ nhiệt. Đúng rồi, đụng vô thì nó cũng mỏng, nhưng mà như vậy thì sẽ đảm bảo được toàn bộ nguyên liệu của mình là lúc nào cũng ở trong tình trạng là ấm nóng. Nó hải sản thì nó khác với lại là các loại thường. Chị làm sạch sẽ quá. Cho nên lúc nào cũng phải đẩy. Chị có dự định trong tương lai là sẽ mở nhiều chi nhánh không? Tại vì em thấy là ở trên Foodie hay là những cái trang mạng á, đang rất là hot về cái xôi cua này á. À, cái đó thì hiện tại thì cũng chưa nói trước được, tại vì thật sự là nói chung là tại hôm nay anh chị tới cũng bất ngờ, mình cũng không có được cái sự chuẩn bị trước á. Thì cũng nói chung thật sự là đam mê, tại vì cũng đam mê nấu ăn thôi, thì tất cả các thành phần thì cũng chia sẻ với anh chị là đều là nhà tự làm hết. Với lại là cũng chị em trong nhà làm thôi, cũng chưa có là có ý định là nhượng quyền hay là cũng có nhiều bạn hỏi đâu. Nhưng mà thứ nhất là làm nó rất là cực. Nó rất là cực, và để đảm bảo được là những cái mùi vị nó phải đảm bảo được, cho nên là đích thân là tâm tự tay làm hết. Nên là hiện tại là thật sự là hỏi thì cũng chưa có ý định nhượng quyền hay là chưa có ý định là thuê một người khác. Có những hôm ví dụ như Tâm này có cái đam mê là đi du lịch á, cho nên là cũng có đi chơi hoặc là cũng đi, thì những ngày đó là sẽ off xôi không bán, chứ không giao cho một người thứ hai nấu. Ủa như vậy là nguyên tháng là chị có nghỉ ngày nào không? Có, nguyên tháng thì bên mình sẽ nghỉ 2 ngày là ngày rằm và ngày mùng 1. Hai ngày đó là bên mình sẽ không bán. Còn lại những ngày khác là đều có bán, nhưng mà nếu như mà có cái đột xuất gì thì nghỉ thì sẽ thông báo trước. Bình thường như vậy là đi thôi trên nào để cho mấy anh khỏi mất công tới. Bình thường như vậy là chị bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Thông thường đó là nếu mà cũng tùy thuộc vào công việc ở nhà nữa, nhưng mà nói chung là cái giờ mà chắc chắn bán được đó là sẽ từ 12 giờ cho tới 8 giờ. 8 giờ tối, 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, tại thường có thể là nó sẽ hết sớm hơn, còn nếu hết trễ hơn thì là khoảng 9 giờ là. Quý vị cũng nghe những lời tâm sự của chị nha quý vị. Thì nếu quý vị có muốn thưởng thức món xôi cua món mới trong ở Sài Gòn quý vị, thì quý vị có thể ghé ở địa chỉ 21/31 đường Lý Phục Mang, ở đây là quận 7 nha quý vị. Đó. Món này rất là mới và rất là lạ. Thì chị ơi, lấy cho em hai phần đi chị ha. Rồi, ok nha. Rồi cùng múc cho hai xôi đi. Đó thì xôi á, thì bên mình á, là thường là sẽ gói, không có để trực tiếp trên hộp mà sẽ gói trong giấy bạc để cho anh chị, hoặc là đây để cùng thì gói trong giấy bạc này. Nếu như mà mọi người chưa có ăn liền á, thì có thể là để nguyên như vậy rồi nhấc cái phần giấy bạc này ra và hấp lại bằng lò microwave, hoặc là hấp lại bình thường thì nó vẫn dẻo ngon như mới. Tại vì sẽ có nhiều anh chị họ đi làm sáng sớm á, thì khoảng tầm 8-9 giờ thì họ sẽ ghé mua. Thì tại vì kim chi với đồ chua, tương ớt Tâm đã để riêng rồi,
cho nên họ cứ mua họ bỏ trong ngăn mát. Dạ. Thì xong sáng là họ hâm lại. Em thấy mọi người phản hồi trên review rất là tích cực. Dạ, nói chung thì thật sự đồ ăn thì cũng khó nói, tại vì mỗi người mỗi vị. Đúng rồi. Nên là mình cũng theo cái số đông thôi. Dạ. Số đông là mọi người khen, em đọc em thấy khen. Đây là cái đầu tiên khi mà làm đó là trong cái lớp pate cua này ở phía dưới. Tại vì cái pate cua này gần như là linh hồn của cái món xôi này á. Dạ. Là nó sẽ khác biệt rất là rõ rệt. Dạ. Khi mà mình ăn. Đó là cứ một phần. Tại vì chả thì cũng giống như những cái chả này làm tay á, cho nên là sẽ có miếng to, miếng nhỏ. Nó không được đều đúng không chị? Đúng rồi, nó không được đều nhưng mà không có sao á, tại vì đúng rồi. Toàn bộ là đều cân hết, đều cân trọng lượng hết. Đây, xôi của này. Ở ngoài có một cái tem rất là đẹp này quý vị. Đây, thương hiệu của chị Tương Lai luôn đây. Đó. Có số điện thoại nha quý vị, nếu mà quý vị có muốn đặt hàng thì có thể gọi số điện thoại luôn. Hello, xin chào quý vị. Nãy thì Phú Thao mới đi mua một hộp xôi về quý vị ơi. Tại vì bên quán á quý vị thì không có nơi để mình ngồi mình ăn á. Tại vì đa số chủ yếu là mua mang về quý vị ạ. Thì Phú Thao vừa mới mua một hộp xôi luôn quý vị này. Đặc biệt hôm nay là xôi cua nha quý vị. Xôi cua rất là mới tại Sài Gòn. Hôm nay thì Phú Thao sẽ chia sẻ đến với mọi người món xôi cua này nha quý vị. Đó là một món rất là mới tại Sài Gòn, mới nổi trong thời gian gần đây thôi quý vị. Rồi, coi có gì ở trong quý vị, còn rất là nóng luôn này quý vị. Còn rất là nóng luôn, một hộp như vậy là có giá 40.000 nha quý vị. Đây, có một cái bịch tương ớt Cholimet quý vị. Ở ngoài có một cái tem rất là đẹp. Đó. Còn rất là nóng luôn, rất là thơm. Thơm mùi cua quá vị ơi, thơm mùi cua quá. Hồi nãy thì chúng ta cũng đã đứng ngoài kia rồi, cũng xem, cũng ngửi thấy mùi thơm rồi. Nhưng mà về nhà nó thấy nó thơm hơn quý vị. Quý vị thấy thèm không? Đã quá quý vị ơi. Có một trái ớt, một miếng chả. Quán làm cái tấm này nè quý vị, để khi mà quý vị đem về nhà ăn á, quý vị chưa ăn kịp á thì quý vị có thể gói lại và để vào lò vi sóng quý vị, để vào lò để hấp nóng lại á thì rất là tiện và rất là sạch quý vị. Thì theo như chị chủ tâm sự á, món này có nguồn gốc từ nước ngoài. Thì sau khi mà anh của chị ở nước ngoài về chia sẻ lại những cái kinh nghiệm đến với chị thì chị bắt đầu làm món này. Và hiện món này là một món mà đang là số 1 tại Sài Gòn quý vị. Món đầu tiên, quán đầu tiên tại Sài Gòn luôn, chưa có quán thứ hai quý vị. Đó là món xôi cua. Kim chi quý vị ơi, có một phần kim chi nè quý vị. Tương ớt nữa. Tương ớt và kim chi nha quý vị. Rồi, xin mời quý vị cùng dùng với Phú Thao này. Tại nhà không có không gian nữa quý vị, nhà không có không gian để review nên quý vị thông cảm nha quý vị. Kim chi ngon lắm. Hộp xôi này là tối nay chắc chắn là không ăn cơm luôn quý vị. Rượu á. Mà xôi mềm chị ăn. Xôi rất là dẻo nha quý vị, xôi rất là dẻo. Tại vì cua có mấy cái quý vị ăn từ từ thôi. Có mấy cái hình như là mấy cái vỏ. Bà Vũ Tha ăn hết rồi, ngồi xem Vũ Tha ăn. Hôm nay về nhà không gian nó hơi bề bộn chút xíu thì quý vị thông cảm. Không ăn tương ớt à? Có, xong rồi đây hết rồi. Nãy Phú Thao đến, thấy người ta đặt hàng rất nhiều luôn á. Con mới mở có mấy tháng. Hồi trước là Phú Thao có gặp ở bên
đường Lê Văn Lương quý vị. Đường Lê Văn Lương, và lúc đó là đi ngang qua lại xe nhiều quá, không có quay, không có review được. Bây giờ thì mới chuyển qua ở Lý Phục Mang. Thì ở trong đây thì thấy nhà ở là hình như là không biết là nhà chị thuê hay gì, thấy cái nhà lớn, thật là lớn quý vị, nhà lớn lắm đó, nhưng mà sạch sẽ lắm quý vị. Thấy rồi quý vị ạ, tôi thấy rồi. Đây là vừa sạch mà vừa ngon ha. Rất là sạch và rất là ngon quý vị. Tại vì bây giờ quý vị ăn xôi gà thì bây giờ quý vị có thêm xôi cua nữa, một cái sự lựa chọn mới cho thực khách, nhưng mà chỉ có ở Sài Gòn thôi nha, ở đâu cũng không có đâu á, Sài Gòn thôi. Nhưng mà tương lai thì Phước Anh nghĩ là chị sẽ, nếu mà quý vị ủng hộ nhiều á thì chị cũng sẽ làm mở nhiều chi nhánh, nhượng quyền á quý vị, kiểu như nhượng quyền á, để cho quý vị những người ở xa, ở những vùng khác có thể đến ăn trực tiếp hơn. Còn bây giờ quý vị có thể gặp qua mạng. Thấy rồi, ăn hộp mà không xin nhê gì á, nhiều mà không xin nhê gì á. Rồi quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Full Time nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng luôn đồng hành với kênh Vina TV. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Vina TV nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Full Time.